Hello, xin chào mọi người. Và hôm nay xe định thu nhập về được một lô xe của các bà các mẹ đi chợ đã bán lại cho shop, và hôm nay shop sẽ đăng và bán cho mọi người trong cả nước những chiếc xe cực rẻ, có thể là rẻ nhất. Để mọi người tiện theo dõi thì những chiếc xe này với giá 1,5 triệu trở lên thôi, thì mình sẽ báo giá từng xe một cho mọi người quan sát video. Cả những cái xe Tundra hoặc xe Zoomer đều giá rất là rẻ luôn, mình bán và ship toàn quốc đấy. Tất cả mọi người ở trên toàn Việt Nam đều mua được xe của mình nhé. Thì bây giờ mọi người hãy theo dõi video để mình vào chi tiết từng con một và báo giá cụ thể cho mọi người. Đấy. Mọi người hãy yên tâm là mình ship toàn quốc bằng Viettel Bot cho mọi người xem. Thì anh Duy ở đây hỗ trợ em quay những video này cho mọi người trên toàn quốc được xem nhé. Và chiếc đầu tiên mình giới thiệu cho mọi người đó là chiếc xe của HK Buy. Đấy, dòng xe HK Buy thì mọi người đều biết rồi. Rất là nổi tiếng. Đấy, chiếc xe này đang sử dụng là pin. Chiếc xe này thì khách đổi cho mình và cũng nói là chiếc xe này mới thay pin được 1 năm. Thì theo nhận xét của mình ấy, thì pin sẽ bền hơn là bình ắc quy. Thì chiếc xe này đang sử dụng pin thì có lẽ là nó sẽ sử dụng được khoảng từ 3 đến 4 năm, hoặc có thể cao hơn nữa. Còn đối với bình thì chỉ sử dụng được 2 đến 3 năm mà thôi. Thì chiếc xe này mọi người mua về thì cũng vẫn có thể sử dụng được vài năm nữa. Chiếc xe này mình cam kết nguyên bản nhé, của HK Buy chạy pin. Mình sẽ thử cái động cơ cho mọi người xem này. Rất bền luôn, cực bền nhé. Tất cả đều nguyên bản từ chìa khóa cho đến pin. Pin thì được thay 1 năm rồi. Cục sạc này, cục sạc theo xe nhé. Xe này đi cực chắc luôn mọi người, yên tâm một điều như thế. Xe mình bán với giá hỗ trợ nhé. Đèn này. Tại sao mình nói bán giá hỗ trợ? Tại vì mình mua của khách, là khách đổi xe mới bên mình hoặc là đổi xe cũ, thì là mình khách đổi lại chiếc xe này và mình thu của khách bao nhiêu thì mình bán lại cho mọi người bấy nhiêu. Chiếc xe này mình bán với giá là 2 triệu đồng nhé. Đấy, chạy pin. Bản pin này thường rất là đắt này mọi người này. Nhưng mình bán chỉ có 2 triệu vì mình thu của khách có 2 triệu thôi. Từ những cái ghi đông này, sáng bóng bằng nhôm nhé, rất là sáng. Phanh tay điện. Đây là chiếc xe số 1 nhé. Mọi người quan sát video thì hãy chọn mua, thì hãy nói với mình là xe số 1 thì mình bán với giá 2 triệu đồng. Tất cả xe bán là chưa bao gồm phí ship, tại vì mình bán toàn quốc cho nên mình báo giá ở shop thôi. Còn mọi người mua ở đâu thì sẽ phí ship ở đấy. Thì nhân tiện đây mình cũng nói qua về phí ship xe toàn quốc này. Nếu mà các bạn từ phía miền Trung giật vào trong thì phí ship ở đâu đó tầm khoảng 500-600. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh đến xuống mũi Cà Mau thì nó rơi khoảng 700-800. Còn từ miền Trung giật ra thì nó rơi khoảng 500. Đấy, có 3 mức đấy nhé, mọi người lựa chọn. Còn nếu mà quá thì mình sẽ phụ thêm, cứ ở mức đó thôi. Chiếc xe này bán 2 triệu. Nếu mà mọi người ở thành phố Hồ Chí Minh mua thì nó rơi ở đâu đó khoảng 2,6 triệu. Rất là ok đúng không mọi người? Xe cực chắc luôn nhé, mình cam kết luôn. Đây này, phía trước còn nguyên HK Buy này. Đèn sáng này. Đấy, 2 đèn luôn. Đèn trên này, đèn dưới này. Đây này, mình qua mẫu nhé. Đây là chiếc xe số 1 này. Bây giờ mình chuyển sang xe số 2 đi. Là chiếc của con này là của Vicenza này, Bigaton. Hàng này cũng hàng của Nhật nhé mọi người nhé, Bigaton. Dập trên động cơ Bigaton nhé. Đấy, khóa này, cốp này. Đấy, cái này là cái giỏ bằng inox nhé mọi người nhé. Mọi người đừng rời khỏi video này, tại vì mình sẽ báo những xe còn sốc nữa. Đấy. Chiếc xe này mình sẽ bán cho mọi người với giá là 1,6 triệu đồng. Đấy. Tất cả xe này thì xe này nó có bình. Mình sẽ thay bộ bình đi làm sao mà tầm khoảng 25-30 cây cho mọi người. Nên mọi người yên tâm. Về chỗ shop thì làm về bình thì cũng tương đối là kỹ, nên mọi người yên tâm nhé. Đây, nhìn thấy khung sườn nó rất to này, hàng của Nhật này. Đấy, rất to, chắc chắn này. Xe rất chắc nhé. Đấy. Chiếc xe này là mẫu số 2. Mọi người mua thì có thể con mét là mẫu số 2 nhé. Giá 1,6 triệu đồng. Đấy. Đây là chiếc xe của Honda. Anh đi cắm xe Honda này. Xe này cả bình nó shop bán là 1 triệu đồng. Đấy. 1 triệu đồng chiếc xe này nhé mọi người nhé. Độc tiền bình mà xe này mình nghĩ bán đồng nát thì cũng đủ đấy. Xe vẫn chạy ngon lành luôn. Đó, mình quay cho mọi người xem.
1 triệu đồng nhé. Anh đừng để nó cọ xuống đất nó kêu. Rồi, đó. Rất ngon, rất khỏe. 1 triệu đồng nhé, xe này thôi. Giá ngang với giá bán đồng lát mọi người nhé. Nhưng mà đi rất là chắc, ok luôn. Vì ngoài Bắc mình mọi người không đi những dòng xe này nữa, nên là thanh lý lại cho tất cả quý khách ở toàn quốc. Đây là mẫu xe số 3, giá 1 triệu đồng. Đây, mình quay trở lại cái mẫu xe số 4 này. Đây là chiếc nhập khẩu nguyên chiếc của Zante, hàng Đài Loan. Đây là chiếc xe của Đài Loan mọi người nhé, nhập nguyên bản nguyên chiếc luôn này. Đấy. Cái này là giỏ bằng inox này. Đây, được dập chữ Đài Loan ở đây. Vành tất cả đều sáng, rất là đẹp. Thương hiệu của Đài Loan đây. Đấy. Zante nhé. Được in ở trên, đây là vạch báo pin mọi người. Đây là chìa khóa này. Đấy. Nhìn làm rất là chắc chắn luôn. Zante dập cả phía cái cục này luôn, cả tay lái này. Đấy, chữ Đài Loan Zante. Mọi người đi mua xe này thì đi rất là bền luôn. Chiếc yên vẫn nguyên bản này mọi người này. Yên bọc da cao cấp, rất là chắc, cầm rất đã tay. Đấy, nguyên chữ Đài Loan. Yên sau cũng nguyên bản của Zante. Đấy, có chữ Zante đây nhé. Rất chắc chắn. Động cơ dập Zante luôn. Đây, quay lõi cho mọi người luôn. Xe này IC và tất cả đều zin. Theo xe. Chiếc này mình bán với giá là 2 triệu 2 mọi người nhé. Đấy, 2 triệu 2. Xe này đi thì chấm hết luôn. Cực bền, cực đẹp và rất nhẹ nhàng. Đấy, dáng rất thanh cảnh, rất nhẹ nhàng luôn. Đây là mẫu xe số 4 nhé, 2 triệu 2. Mẫu xe số 4 2 triệu 2 này. Bây giờ mình chuyển qua đến chiếc xe Sunra. Hàng này cũng là hàng nhập khẩu, đi cực bền. Nhưng mà ngoài mà Bắc mình ấy, nói thật là cái mẫu này học sinh không ưa chuộng. Cho nên thành ra là nó sẽ giá sẽ rẻ. Về chiếc xe này thì vẫn còn nguyên hai chìa khóa nguyên bản theo xe. Đây. Có cả chip chống trộm ở trên chìa khóa luôn. Đây. Chiếc xe này mình bán với giá là 2 triệu 500 nghìn đồng. Quá rẻ đúng không mọi người? 2 triệu rưỡi chiếc xe này. Tất cả bình đều như lúc nãy mình nói đấy, cũng phải đảm bảo cho mọi người đi từ 30 cây, 25-30 cây nhá. Đấy. Nếu mọi người, nếu mình nói sai thì mọi người có thể comment ở phía dưới video hoặc là bóc phốt lên mạng. Mình ok hết. Đèn còi xi nhan đầy đủ nhé. 2 triệu rưỡi bạc chiếc xe. Quá rẻ luôn. Xe thì chắc chắn. Đèn còi xi nhan đầy đủ. Đấy, mọi người mua chỗ này thì sẽ comment là xe số 5 mọi người nhé. Động cơ đây. Sunra là dập ở đây. Chữ Đài Loan 2 triệu 500 nghìn đồng. Mình chuyển sang mẫu xe số 6 này. Đây là chiếc Zoomer này. Chiếc này mình cũng bán với giá là 2 triệu 500 nghìn đồng. 2 triệu rưỡi nhé. Đi tầm 30 cây một lần sạc. Đây là đồng hồ. Đấy. Đi đâu vẫn còn sáng này mọi người. Còi rất tanh, xi nhan đầy đủ hết. Đèn tất cả đầy đủ nhé. Mình sẽ khởi động phần động cơ cho mọi người nghe. Đó. 2 triệu 500 nghìn đồng. Và rồi thì mình đã giới thiệu toàn bộ những xe cho mọi người tham khảo. Và nếu mọi người mua thì hãy liên hệ trực tiếp cho shop theo số điện thoại 0981 077781 hoặc là ép Zalo số điện thoại này nhé. Thì những cái giá trên là mình đã báo và bao gồm không bao gồm ship. Mình ship xe toàn quốc cho mọi người. Và mình cam kết là những cái xe mình bán ra đều là xe nguyên bản, không bị đâm đụng, đi rất là cân xe, không bị lắc, không bị vạy càng vạy sườn. Mình khẳng định một điều như vậy luôn. Tại vì nhà mình bán thì trước giờ rất là uy tín. Giá là cực kỳ ok luôn. Bây giờ cũng đang là 5:30 chiều rồi. Mình xin tạm dừng video ở đây. Chúc mọi người đầu tháng 10 vui vẻ.
xin chào và hẹn gặp lại mọi người.